Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của giáo lý. Bạn học được gì trong giáo lý? Trong Kitô giáo, giáo lý được sử dụng để giảng dị giáo lý cơ bản và thường bao gồm các câu hỏi và câu trả lời về các chủ đề của Thiên Chúa, tội lỗi, Chúa Kitô, sự cứu rỗi, luật pháp, cầu nguyện và các bí tích hoặc pháp lệnh. Dạy giáo lý trông giống như thế này. Question: ai làm ra bạn? Lớp giáo lý có ý nghĩa là gì? Các định nghĩa của một giáo lý là một phong cách của nhãn hiệu câu hỏi và câu trả lời cho những điều cơ bản của một tôn giáo hoặc hướng dẫn trong các môn học khác. Một ví dụ về giáo lý là một cuốn sách được nghiên cứu trong một lớp học để được xác định trong tôn giáo Công giáo. Mục đích của giáo lý là gì? Một giáo lý là một bản tóm tắt hoặc giải thích về giáo lý và phục vụ như một lời giới thiệu học tập để các bí tích truyền thống được sử dụng trong việc dạy giáo lý hoặc giảng dạy tôn giáo Kitô giáo của trẻ em và người lớn chuyển đổi. Thiên Chúa giáo lý Công giáo là gì? Thiên Chúa trong Công giáo là thần của Abraham, Isaac và Jacob. Các Công giáo giáo hội tin rằng có một sự thật và sống Thiên Chúa, đấng tạo hóa và Chúa của trời và đất. Có phải giáo lý chỉ là công việc của Công giáo không? Giáo lý là đặc trưng của Kitô giáo phương Tây, nhưng cũng có mặt trong Kitô giáo chính thống Đông Phương. Năm 1973, giáo lý chung đầu tiên của Công giáo và Tin lành đã được các nhà thần học của các truyền thống Kitô giáo phương Tây công bố là kết quả của cuộc đối thoại đại kết sâu rộng. Giáo lý đến từ đâu? Một giáo lý là một bản tóm tắt hoặc giải thích về giáo lý và phục vụ như một lời giới thiệu học tập để các bí tích truyền thống được sử dụng trong việc dạy giáo lý hoặc giảng dạy tôn giáo Kitô giáo của trẻ em và người lớn chuyển đổi. Công bằng xã hội Công giáo là gì? Công lý xã hội Công giáo dạy chúng ta rằng tất cả mọi người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa và do đó sở hữu một giá trị tương đương và không thể thay đổi. Vì phẩm giá thiết yếu này, mỗi người có quyền đối với tất cả những gì cần thiết để cho phép người đó sống hết khả năng của mình như ý định của Thiên Chúa. Giáo lý xã hội quan trọng nhất của Công giáo là gì? Nguyên tắc nền tảng của tất cả các giáo lý xã hội Công giáo là sự tôn nghiêm của cuộc sống con người. Người Công giáo tin vào một phẩm giá vốn của một con người bắt đầu từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Họ tin rằng cuộc sống của con người phải được định giá cao hơn tài sản vật chất. Tầm quan trọng của giáo huấn xã hội Công giáo là gì? Xã hội thường tuyên bố tầm quan trọng chủ nghĩa cá nhân, nhưng giáo lý xã hội Công giáo cho rằng con người được hoàn thành trong cộng đồng và gia đình. Các Catholic Church tin chúng ta có trách nhiệm tham gia trong xã hội và thúc đẩy lợi ích chung, đặc biệt đối với người nghèo và dễ bị tổn thương. Các nguyên tắc công bằng xã hội Công giáo là gì? Nguyên tắc giảng dạy xã hội Công giáo: thứ nhất, nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người. Thứ hai, nguyên tắc tôn trọng cuộc sống con người. Thứ ba, nguyên tắc của hiệp hội. Thứ bốn, nguyên tắc của tham gia. Thứ năm, nguyên tắc lựa chọn ưu tiên của con người nghèo, dễ bị tổn thương. Thứ sáu, nguyên tắc đoàn kết. Thứ bảy, nguyên tắc quản lý. Một số giá trị Công giáo là gì? Giá trị của chúng ta, giáo dục và xã hội Công giáo. Thứ nhất, lợi ích chung. Mỗi người nên có đủ quyền truy cập vào hàng hóa và tài nguyên của xã hội để họ có thể hoàn toàn dễ dàng sống cuộc sống trọn vẹn. Thứ hai, công ty con và sự tham gia. Thứ ba, lựa chọn ưu tiên của người nghèo. Thứ bốn, kinh tế công bằng. Thứ năm, quản lý sáng tạo. Thứ sáu, thúc đẩy hòa bình. Giáo lý có phải là loại giáo lý không? Một giáo lý điều của giáo hội Công giáo được định nghĩa là một sự thật được Thiên Chúa tiết lộ mà giáo quyền của giáo hội tuyên bố là ràng buộc. Các giáo lý của giáo hội Công giáo bạn, các tín hữu chỉ buộc phải chấp nhận những lời dạy như giáo điều xác định nếu giáo hội một cách rõ ràng và đặc biệt như không thể sai
lầm giáo điều. Nhớ subscribe hay xem video kế tiếp. Cảm ơn.